cái cơ hoạt môn á, sau khi mà nó nhíu lại nó sẽ kích hoạt luôn cả cái nhóm cơ đáy sàn chậu. Chúng ta sẽ cảm nhận cái cơ đáy sàn chậu của sẽ gần đó nha cả nhà ha. Khi mà nhíu hoạt môn quen á, từ từ chúng ta sẽ điều chỉnh để kích hoạt được nhóm cơ đáy sàn chậu. Nhóm cơ đáy sàn chậu thì nó nằm ở giữa cái cơ hoạt môn và cơ cơ quan sinh dục nha cả nhà. Cả nhà chuẩn bị vào tư thế, hai chân đứng song song ngang vai, đầu gối hơi khuỵu nhẹ một chút xíu. Rồi chúng ta sẽ nhíu hoạt môn. Xin mời cả nhà chúng ta đứng dậy. Rồi chúng ta sẽ nhíu hoạt môn 30 cái nha cả nhà ha. Mình sẽ nhíu nhíu một cái xong rồi giãn ra, dùng ý niệm của chúng ta đặt ý xuống, co rút lại, co lại, sử dụng cái co như nhóm cơ đó lại đó. Và hình dung á, là cái nhóm cơ đáy sàn chậu nó rút lên, nó rút lên, nó kéo rút lên, nó kéo rút lên cả nhà ha. Rồi bắt đầu lần thứ nhất, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy tám chín hai mươi hai mốt hai 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 ba hai bốn hai lăm hai sáu hai bảy hai tám hai chín ba mươi. Rồi cả nhà nhớ là chúng ta sẽ vừa tập vừa tập co cái nhóm cơ đó, chúng ta vừa tập vừa lấy khí vào vùng đan điền luôn, vùng vùng huyệt khí hải luôn cả nhà ha. Chúng ta vừa lấy khí vào vùng huyệt khí hải luôn. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ rồi ở đây có câu hỏi khi nhíu á, thì mình sẽ hít vào hay là thở ra. Rồi thì mình sẽ hít vào xong rồi mình nhíu lại cái, xong rồi đồng thời mình thở ra thì mình sẽ nhả cái nhóm cơ đó ra luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới với đoạn động tác đó chính là rút siết cơ bụng dưới nha cả nhà ha. Chúng ta thả lỏng cơ bụng trên, siết cơ bụng dưới 30 lần nha cả nhà. Chúng ta có thể nhớ là chúng ta đặt ý niệm thả lỏng toàn bộ phần cơ bụng trên và chỉ siết phần cơ bụng dưới là thôi, siết phần cơ bụng dưới là thôi cả nhà ha. Cả nhà đặt cả nhà phân biệt bằng cách đó là cái bụng dưới chúng ta nó rút được, chúng ta nó kéo, nó rút, nó co lại. Có nhiều từ để đại diện cho cái việc chuyển động đó. Nó kéo vô cái, khi mà nó kéo vô cái người chúng ta thẳng lên, kéo vô cái người chúng ta thẳng lên đó. Đó, rút rút co rút siết lại à, bụng dưới nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà chúng ta đứng vào vị chúng ta sẽ siết cơ bụng dưới, đặt tay lên trên vùng bụng dưới để cảm nhận cả nhà ha. Dùng cái ý niệm đặt cái ý tại đây, đặt cái suy nghĩ tập trung của mình tại đây, chỉ biết có bụng dưới thôi. Rồi siết nó lại, co rút nó vô cái vùng rốn, vô phần lưng dưới. Rồi bắt đầu 30 cái, một hai ba bốn năm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Lỏng rồi cả nhà. Thôi chỉ có hít thở thôi nhưng mồ hôi nó cũng tuôn ra tự đưa hết cả nhà này. Nếu cả nhà hít thở tốt á, thì hầu như chúng ta chỉ việc hít vừa vừa rút cơ bụng, vừa siết cơ bụng, rút hoặc là siết hoặc là co, có thể dùng ba cái từ đó. Rồi thì cái khí á, và trong lúc chúng ta vừa làm như vậy, chúng ta vừa lấy khí ở vùng khí hải này, thì coi như cơ thể chúng ta đã ấm lên nha cả nhà. Và có một số nơi ví dụ như bàn tay là chúng ta sẽ thấy rõ nhất, mu bàn tay nó tụ như cái mồ hôi ở đầu rồi chân lông. Rồi xin mời cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục cái động tác là phối hợp giữa nhíu rút. Chúng mình xin phép á, là sử dụng từ ngữ tức là rút cái đáy sàn chậu, thì cả nhà sẽ hiểu rằng đó là lúc đó đang nhíu cái vùng cơ phía dưới lại, bao gồm cái cơ hậu môn lại và cơ đáy sàn chậu cả nhà ha. Sau đó kết hợp với việc đó là siết cơ bụng dưới, rồi vừa rút cơ đáy sàn chậu vừa siết bụng dưới nha cả nhà. Chờ chờ một chút xíu để mình bật cái tin nhắn. Siết bụng dưới nha cả nhà ha, siết cơ bụng dưới. Rồi xin mời cả nhà, chúng ta sẽ kết hợp giữa hai động tác vừa rồi, rút cơ đáy sàn chậu kết hợp với lại siết cơ bụng dưới. Rồi và tôi sẽ chuẩn bị hai chân hơi khuỵu chút xíu, mông hơi cái cụm mông đằng sau, chút nha cả nhà ha. Rồi đặt tay lên trên phần bụng dưới. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta làm 30 nhịp. Cả nhà ha. Bắt đầu làm thứ nhất. 1 2 3 4 5 Khi nhíu hậu môn lại á, thì mình sẽ giữ hơi thở. 6 7 8 Khi mà chúng ta xả cái động tác đầu tiên trước động tác trước ra, thì chúng ta lấy khí vào vùng khí hải, sau đó chúng ta vừa siết cơ, vừa rút cơ đáy sàn chậu, vừa nín thở nha cả nhà. Lần thứ 8
chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mốt. Hai hai. Hai ba. Hai bốn. Hai lăm. Sáu. Hai bảy. Hai tám. Hai chín. Lần thứ 30 chúng ta sẽ giữ cái các nhóm cơ đó tầm 10 giây nha cả nhà ha. Rồi, lần thứ 30. Thôi lắm cả nhà. Rồi cả nhà cảm thấy sao ạ? Cả nhà thấy cơ thể mình như thế nào sau khi mà chúng ta tập cách mà rút siết các nhóm cơ đó cả nhà? Recording in progress. Bả mồ hôi ngon quá. Rồi, bây giờ thì cơ thể thoải mái, nóng lên, cảm giác đau sau lưng. Đúng rồi, nếu như ai mà chưa bao giờ mà tập những động tác này á, thì khi mà các nhóm cơ nó co co lại á, thì nó sẽ có cảm giác mỏi, nó sẽ hơi đau chút xíu, vã mồ hôi, vùng bụng nóng lên. Siết vùng dưới thì cái đơn giản lắm cả nhà, chỉ cần là chúng ta đặt ý là thả lỏng bụng trên cộng với siết bụng dưới, chúng ta đặt tay vào phần bụng dưới là phần ngay phía dưới rốn, rồi chúng ta co cái nhóm cơ đó lại, co khi mà co lại sau siết siết cái nhóm cơ này nó sẽ siết vô phía trong, nó sẽ siết vô trong, nó rút vô trong.
nó rút sát vô cái rốn, nó rút vô, thì đó là cái mà thả lỏng một trên và siết từ một dưới, toàn thân nóng, mồ hôi vã, đau cơ thắt lưng và cơ bụng dưới. Rồi tốt lắm cả nhà, cả nhà làm tốt lắm, quá ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn là ngưng lực cả nhà ha, chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn là ngưng lực. Đúng rồi, chị Kiều Hương ở đây đúng nè. Hết, lấy cái hơi, lấy khí ở vùng khí hải, xong rồi siết cơ bụng dưới cộng với kết hợp với rút cơ đáy sang chậu, sang chậu. Xong rồi, cái vừa thở ra thì chúng ta cũng nhả cái nhóm cơ đó ra, thả lỏng ra. Đúng rồi. Rồi chúng ta thả lỏng cơ thể chút xíu cả nhà. Rồi có cánh tay giơ lên này, mình xin phép được mời chị luôn ha. Dạ, cho Lâm hỏi là cái theo thứ tự đó thầy, ví dụ như đầu tiên là mình xác định cơ xác định cái vùng khí hải, rồi mình siết cơ bụng dưới, sau đó rút cơ đáy sàn, rồi thầy nói cuối cùng là nhíu cơ hậu môn, xong rồi mình giữ á, giữ một chút á là nín thở, nhưng mà sau đó bắt đầu qua vòng 2 là mình phải thở hết rồi mới qua vòng 2 được chứ thầy. Chứ nếu mà từ đó mình hít vào khí hải thì vòng 2 thì Tâm thấy nó ít hơi quá. Ý là cái bụng nó không có căng lên giống như ban đầu, mình phải thở hết rồi mình mới thả lỏng hết ra rồi mới đầu quay lại vòng 2 á thầy. Đầu tiên là lấy hơi vào vùng, lấy khí vùng khí hải trước chị, xong rồi á thì kết hợp hai cái động tác á, là rút cơ đáy sàn chậu còn có siết vùng dưới. Dạ. À, xong rồi á, nếu như mà có hai cái, một là chúng ta sẽ co rút như vậy thôi, xong rồi chúng ta để cơ khoảng 1 giây rồi chúng ta nhả cái nhóm cơ đó ra thả lỏng cơ thể, hai là chúng ta sẽ giữ cái nhóm cơ đó co như vậy trong khoảng 10 giây, thì lúc đó thì chúng ta sẽ giữ cái hơi thở nhưng mà sẽ không có thở, hay còn gọi là nín thở đó. Dạ. Và sau đó chúng ta sẽ vừa thở ra, chúng ta vừa thả lỏng cái nhóm cơ đó. À đúng rồi, vậy thả thả lỏng ra, sau khi thả lỏng và thở ra hết rồi thì mới bắt đầu quay lại vòng 2. Đúng rồi, thì đó là kết thúc vòng 1, và vòng 2 thì bắt đầu lấy khí vào vùng vùng khí hải lại một lần nữa, là Dạ. bắt đầu vòng 2. Dạ cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học cách ngưng lực, hay còn gọi là bơm khí ra các nơi trên cơ thể như cả nhà. Chúng ta sẽ học cách bơm khí ra vị trí gần nhất, đó chính là vùng lưng cả nhà ha. Thì cái cách mà chúng ta bơm khí á, thì đó là cái quá trình kết hợp giữa các động tác này lại với nhau. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ lấy khí vào về khí hải bằng cách hít một hơi sâu vào để khí nó đưa vào căng tràn cái khí hải này, khí nó đưa vào đủ đầy cái chỗ vùng khí hải này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ siết đặt ý tại cái vùng mà chúng ta cần, mà chúng ta ngưng lực hay là bơm khí tới, đó chính là vùng lưng lưng dưới này, vùng lưng dưới. Rồi chúng ta siết nén cái rút cơ đáy sàn chậu cộng với là siết nén cơ bụng dưới, và chúng ta xuyên suốt đặt ý tới cái phần bụng dưới này, lưng dưới cả nhà, thì khí nó sẽ dẫn tới đó nhiều hơn. Rồi mình xin phép là sẽ làm mẫu cho cả nhà một lần ha. Đầu tiên là lấy khí vào, rút cơ đáy sàn chậu, siết nén bụng dưới, đặt ý tại vùng lưng dưới.
Cái động tác này có chút thay đổi chút xíu cả nhà ha, là chúng ta khi mà chúng ta vào cái quá trình mà chúng ta bơm khí ra một nơi á, thì chúng ta sẽ rút cái đáy sàn chậu luôn, rút cái đáy sàn chậu tức là chúng ta nhíu cái vùng cơ đó, giữ cái nhóm cơ đó trong suốt quá trình mà bơm khí luôn cả nhà. Sau đó thì đầu tiên theo thứ tự nó sẽ như thế này. Đầu tiên á, nếu như trong cái quá trình bơm khí liên tục cả nhà ha, thì chúng ta sẽ nhíu cái nhóm cơ đáy sàn chậu, rút cái nhóm cơ đáy sàn chậu lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy hơi vào, sau đó đặt ý vừa siết bụng dưới, vừa siết phần bụng dưới, vừa đặt ý ra cái vị trí mà chúng ta muốn bơm khí. Sau đó chúng ta bơm khí ra, bơm khí ra cái vùng đó bằng cái tự đặt ý niệm, thì khí nó sẽ tự, khi mà chúng ta siết nén bụng dưới và đặt ý niệm thì khí nó sẽ được đẩy đi, nó được nén, nó được đẩy đi, thì cộng với ý niệm của chúng ta thì nó sẽ dẫn tới cái vị trí đó luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau bơm khí ra lưng 30 cái nha cả nhà ha. Đặt ý ở lưng, siết nén bụng dưới thì khí nó sẽ tự được dẫn ra vùng lưng. Cái thao tác mà lấy khí vùng vùng khí hải này là cái quan trọng nhất nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau bơm khí ra lưng, đặt tay lên phần lưng dưới mình của chúng ta cả nhà. Rồi bắt đầu bơm khí ra lưng, lấy khí ở vùng khí hải, chúng ta sẽ bơm 30 lần nha cả nhà ha. Rồi 30 lần bắt đầu. Rồi về xin phép là nói lại cho cả nhà một lần nữa để cả nhà hiểu ha. Thì cái quá trình bơm khí là quá trình kết hợp toàn bộ các động tác vừa rồi mà chúng ta vừa mới tập, lấy khí vào vùng khí hải, rút cái đáy sàn chậu trước đó, rút cái đáy sàn chậu trước đó, sau đó lấy khí vào vùng khí hải, rồi chúng ta vừa siết siết cơ bụng dưới, chúng ta vừa đặt ý niệm ra cái nơi sau lưng. Rồi sau đó chúng ta xì ra một phần hơi, chúng ta xì ra và chúng ta làm liên tục như vậy. Hình tướng á, là mình đang xì ra, nhưng mà đó là cái quá trình mà mình đang kết hợp giữa các động tác lại với nhau, nhưng mà trong cùng một hơi thở, trong cùng một cái trong cùng một nhịp, trong cùng một làn đếm á, trong cùng một làn đếm á, thì mình đã kết hợp tất cả các động tác này với nhau để bơm khí ra cái vùng khí hải, đang là vùng khí trong phần lưng dưới. Cả nhà ai mà chúng ta đặt tay lên vùng lưng dưới, khi mà chúng ta đặt ý bơm khí ra thì cái hai cái phần cơ lưng á nó phập phồng một phồng lên, cả nhà đánh số 1 giúp cho mình nha. Cảm giác nó căng lên, cảm giác nó bơm lên, cái đó là khi mà xì ra cái nó xuống, nó xì ra cái nó căng lên là nhả ra, căng lên nhả ra, anh nhắm số 1 cái bình ha.
Rồi chỉ cần sau này khi mà cái đường ý thi khí của chúng ta thông á cả nhà, thì chúng ta sẽ làm được cái đó nhanh lắm. Cho nên bây giờ chúng ta cứ tập đi, ai mà chúng ta chưa chưa có làm rồi á được á thì chúng ta cứ tập đi. Tập một thời gian á thì sẽ nó thông cái khí rồi, thì chúng ta đặt ý thì khí nó dẫn lên nhanh, nó bơm lên nhanh lắm. Rồi ở đây là đúng rồi, có một người tên là Moon Jin này, Moon Learn hả, Moon Learn ship cơ đáy sàn chậu, cơ đáy sàn chậu nha, thích lấy khí xuống vùng khí hải, đồng thời là siết bụng dưới và đặt ý ra phần lưng dưới, thì lúc đó khí nó nén là sau khí nó dẫn lên sau phần lưng dưới, thì sau đó chúng ta một phần khí dư chúng ta xì ra, sau đó lặp đi lặp lại liên tục cái cách như vậy, lặp đi lặp lại liên tục, 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 thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái lưng của chúng ta, cái nhóm cơ sau lưng này nó căng lên, rồi nó nhả ra, nó căng lên, nó sẽ xuống, căng lên nó sẽ xuống, căng lên sẽ xuống, cái lên bờ sẽ đạp vậy. Rồi cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục làm bơm khí ra lưng 30 lần nữa cả nhà ha. Đặt tay ra vùng sau lưng cả nhà, đưa toàn bộ cái ý niệm của chúng ta chỉ biết tới cái sau lưng này thôi, biết tới nhóm cơ sau lưng này thôi, nhóm cơ lưng dưới này thôi, tập trung toàn bộ ý niệm, tập trung toàn bộ suy nghĩ, cô lập bối cảnh chỉ biết có phần lưng thôi. Rồi bơm khí ra lưng 30 nhịp bắt đầu. Thôi rồi cả nhà thả lỏng chút xíu cả nhà, mà chúng ta đã cảm nhận rõ rệt được cảm giác là sau lưng của chúng ta nó phồng, nó căng lên rồi, nó khí nó tràn nó ra lưng, nó căng cái lưng lên rồi, thì chúng ta đánh số 1 cả nhà ha, chúng ta sẽ bơm, đây gọi là bơm khí ra lưng thành công. Ở đây có một cánh tay giơ lên được cái phép là mời chị. À, em chào thầy ạ. Thầy ơi, em mới tập lần đầu tiên thì em xin phép hỏi lại thầy một chút để cho nó chuẩn ạ. Có nghĩa là khi mà mình thực hiện động tác này thì mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ hít vào hít thở vào cái khí vào huyệt khí hải. Đúng không ạ? Sau đó thì mình siết cơ đáy sàn chậu và siết bụng dưới. Sau đó thì mình sẽ mình đặt tay lên cái vùng cơ lưng. Nhưng cái khi mà bơm khí ấy,
thì mình sẽ xì ra, tức là miệng thì xì nhưng mà ý thì đặt sau cái vùng cơ lưng, vùng cơ lưng dưới. Nhà cứ xì theo nhịp như thế thì chỉ xì thôi, hay là mình khi mình xì thì đồng thời là mình hít rồi xì, giống như mình kiểu dạng như kiểu là bơm xe đạp ngày xưa. Và khi mà trong quá trình hít xì như thế thì cái cơ, toàn bộ cái nhóm cơ đấy là mình vẫn siết hay là mình cũng là thả lỏng rồi siết theo với cái nhịp bơm ạ? Bơm khí này chị, bơm khí thì nó giống như là cái là liên tục là cái một cách thứ hai mà chị nói đó, tức là khi mà chúng ta liên tục lấy khí vào sau đó bơm ra, sau đó chúng ta thở ra rồi lấy được cái hơi thở mới. Và các nhóm cơ đó thì chúng ta sẽ liên tục co rút lại chị, để tạo cái lực nén đó. Tạo cái lực nén khi mà kết thúc một cái nhịp 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 và nhịp khi mà hít vào xong rồi siết nén xong rồi đặt ý thì sau đó khí bơm ra được rồi thì chúng ta xì ra và chúng ta thả lỏng nhóm cơ đó và lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Tại vì để nó tạo thành cái nén áp suất liên tục bơm nén 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 lại. Rồi chị hiểu được chưa ạ? Dạ em hiểu rồi ạ. Vâng, thế thì em cũng đang hiểu đúng rồi ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, dạ, biết anh chị. Xin mời chị Hoàng Hương. Vâng thầy ơi, em có ý em khi mà em hít khí vào khí hải nhá, khi em nén ấy, em nén thì cũng như kiểu là em hít ra thở ra thế, đưa hơi ra ấy. Có phải không thầy? Cái lúc mà nén nhíu hậu môn nhá, đưa khí vào khí hải rồi, thế khi mà mình nhíu hậu môn thì lúc đấy giống như kiểu mình cũng đưa khí ra ấy. Mình nhíu hậu môn lại, mình đặt ý tới vị trí chúng ta bơm khí chứ không phải là đưa khí ra. Em cứ lúc mà nhíu hậu môn là giống như kiểu lúc em lại đưa khí ra. Khí nó bị nén, nó bị đẩy đi cho nên là chúng ta đặt ý để cho khí nó dẫn tới vị trí chúng ta đặt ý. Vâng, đưa lúc đưa vào thì là đưa xuống khí hải rồi ạ, thì nó phồng cái lưng đằng sau lên thế ạ. Vậy Đúng thì không ạ? nếu như mà khi mà chị lấy khí xuống mà nó tức thời nó tới khí hải luôn á thì là chị đã đặt ý rất là tốt rồi, khí nó đã dẫn tới đó rồi thì quá trình mà siết nén nữa để dẫn bơm khí ra nhiều hơn cái vùng lưng đó thôi. Và em cũng tưởng là phải nén để một lúc xong rồi mới xì ra ấy. Không cần đâu, khi mà nén một cái xong rồi á tại vì á, chúng ta đang tập bơm khí liên tục là cái vùng vị trí đó, còn sau này khi mà chúng ta nén rồi giữ lại một thời gian là chúng ta mới xì ra là cái động tác khác nữa, nhưng mà chúng ta đang rất là bơm khí ra một vị trí tức là tăng cường cái lưu lượng khí tới một cái vị trí nào đó trên cơ thể. Chị hiểu chưa ạ? Vâng ạ. Em không sợ là bảo là đến lúc em nén cái gì gần như đến lúc khí nó ra, lúc em bơm vào ấy, lúc em bơm vào em đã thấy phồng cái lưng đằng sau, phồng cái đằng sau của mình lên rồi. Nhưng em bởi vì em bị thoát vị ấy. Nên là em bị thoát vị nên là em cũng đặt ý là để cho đưa khí về cái vị trí đấy. Để cho nó thông khí ở cái thoát vị của mình ấy. Thế sau đó khi em nén, em siết vào ấy, nhíu hậu môn siết vào thì lúc đấy hầu như khí nó cũng ra luôn. Ra đâu chị? Mình thở ra ấy ạ. Mình siết nén á, thì lúc đó mình có giữ cái hơi thở một chút xíu. Và một chút xíu. Đúng rồi, trong quá trình mà mình siết nén để bơm khí nha, trong quá trình này là mình đang nghe cái nhà bơm khí á, thì chúng ta có giữ hơi thở chút xíu để cho khí nó đi ra cái vùng lưng, rồi sau đó chúng ta mới xì ra để lấy cái khí mới vào. Rồi, chị nắm được chưa ạ? Vâng ạ, em nắm được rồi thầy. Các bạn cái giai đoạn mà nén khí một lúc nó hơi hơi ngắn ấy, em cứ sợ là mình không nén được nhiều. Nén được nhiều thì sau này sẽ nén nhiều, còn bây giờ chúng ta đang học cách bơm khí đơn giản cho nên là chúng ta nén ít thôi. Vâng ạ.
Vâng, em cảm ơn thầy ạ, em hiểu rồi. Rồi, à, hôm nay có gì trắng tay nữa ta. Rồi, xin mời chị Lê Thị Thanh Thủy. À, thầy ơi em xin lỗi em chưa quên hạ tay xuống ạ. Vâng ạ. Rồi, xin mời Thu Kim. Dạ, xin mời Thu Kim. Dạ, biết ơn thầy, chào cả nhà. Thầy ơi, lúc mà thay đổi, lúc mà làm động tác 12 động tác thở gân cốt á, thì đưa khí vào, bơm khí vào rồi mới xiết cái đáy xương chậu. Còn cái này thì lại xiết cái đáy xương chậu mới đưa khí vào hả thầy? Nếu như một cái quá trình mà lấy khí liên tục cả nhà Dạ. thì phải siết trước á, thì khí lấy vào á, nó sẽ giữ lại đó nhiều hơn. Dạ. Dạ. Tức là khi mà né bơm khí thì phải xiết cái đáy xương chậu trước mới đưa khí vào sau phải không thầy? Dạ đúng rồi, Nó khác với lại thay đổi gân cốt, thay gân cửa cốt không thầy? động tác đầu tiên thôi, chỉ có động tác đầu tiên của Dạ. cái tại vì cái bơm khí nó cần chúng ta giữ cái khí dưới này liên tục, còn hàng cốt chúng ta đã xì ra rồi, Dạ. xì ra nhiều và giữ rất là rồi, cho nên nó là chúng ta sẽ giữ cái rút rút cái cửa sang chậu đầu tiên để cho cái khí nó đi vào, nó được giữ lại đây luôn. Tức là rút cái đáy xương chậu trước rồi mới bơm khí vô phải không thầy? Đúng rồi, Dạ, rồi lúc mà thầy nói bơm khí 30 lần tức là vẫn vẫn cái hơi thở đó, vẫn cái hơi đó và bơm bơm vô phải không thầy? Bơm vô cái chỗ mà mình ngưng lực phải không? vừa bơm vừa xì ra, vừa bơm vừa xì ra, chứ nếu như chúng ta bơm hít vào lấy khí nhiều quá thì chúng ta chịu không nổi, chúng ta À, vừa bơm vừa xì luôn hả thầy? vừa Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Dạ. bơm khí mà chúng ta cả nhà ở đây 30 lần đó, chúng ta bơm liên tục, bơm liên tục như vậy này cả nhà, ai mà chúng ta cái việc bơm xe, mặt bơm cái xe đạp á, chúng ta bơm liên tục mà có khi nào mà chúng ta bơm cái rồi chúng ta dừng không? Chúng ta bơm cái bơm bơm liên tục, bơm liên tục, bơm liên tục thì nó mới bơm vào đó, vị trí nó mới căng lên, làm khí nó mới diễn tao đó được, là bơm liên tục. Rồi, xin mời Kiều Phương ha. Xin mời Kiều Phương ạ. Mình mở mic cho chị đó chị ơi. Chị Kiều Phương, chị đang giơ tay nè chị ơi. Kiều Phương hả? Hay Kiều Phương ta? À, dạ vâng. Vâng thầy ơi, thầy em vẫn đang bị lẫn ở cái chỗ là lúc mà mình hít thở vào á thì bình thường ra là em lại hay có kiểu là mình không quen là mình siết cơ đáy trước mà mình hít thở vào sau đó mình mới siết đi thầy. Như thế thì có bị lẫn không thầy? Bởi vì nếu mà em siết ngay từ đầu á thì em hít em cảm giác như cái hơi của em nó ngắn xíu à. Nếu như thứ nhất đó là khi mà chị rút cái đáy sàn chậu á thì nó không ảnh hưởng tới việc chị hít khí, hoặc là chị đã siết cái vùng vùng ở trên này lại, cho nên là cái hơi thở vào nó bị chặn ở đây. Dạ. Nếu như chị rút cái đáy sàn chậu không thôi á thì khí hít vào vẫn bình thường, vẫn sâu được nha. Tức là vẫn là phải siết trước đúng không thầy? Đây một tác này là siết trước. Siết trước xong mình mới hít vào đúng không ạ? Đấy em bị cái kiểu là nếu mà em siết trước ấy, xong em hít vào thì nó ngắn lắm luôn ấy, nó không phồng được cái bụng lên Mục đích là hít khí vào cho nó sâu vào lại, chứ không phải mục đích là hít để cho một phòng bụng lên nha. Phòng bụng lên chỉ là một cái hình thức khi mà khí nó căng tràn, nó phòng bụng lên thôi. Còn á. khi mà chiếc cơ bụng dưới á, vẫn thả lỏng phần bụng trên này thì khí nó vào bình thường. Dạ. Dạ. Chị Hà, Vậy chị nắm là bước 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 tuần tự là vẫn cứ phải siết cơ bụng trước sau đó mới hít thở đúng không ạ? rút cơ đáy Sau sàn chậu trước, không phải là siết cơ bụng. à rút cơ đáy sàn chậu trước sau đó thì hít thở vào. Rút hay còn gọi là nhíu lại thì không có siết, Dạ. mình nhíu lại thôi, còn mình siết cơ là khác với cái việc đó. Dạ, cảm ơn thầy ạ, em cũng rõ hơn rồi ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Thì tập cái nhóm cơ đó bằng cách đó là đứng nhíu cái hậu môn, là nhíu cái hậu môn, là nhíu hậu môn, cảm giác hậu môn nó co lại, co lại, co lại. Dạ. Rồi Dạ, cảm ơn thầy ạ. xin mời chị Lê Dung.
Dạ, em cũng mới học lần đầu á, cho em hỏi lại cái phần này để làm rõ. Là lúc mà mình cái bước đầu á là mình siết cơ đáy sạn chậu á, là lúc đó là giống dạng là mình đang gồng là cái bụng mình nó hóp hóp vô. Là xong rồi đến cái bước 2 á, thì là mình hít á, thường á là cái bụng là mình em, cái câu hỏi cũng hơi giống chị kia xíu là đúng là bụng mình á hít vô là cái bụng mình á nó sẽ căng lên. Thì lúc mà mình hít lên vô á, thì em lại thấy cái giống vậy là mình nhíu á, nhíu cơ đáy á, sạn chậu á, thì nó lại giống vậy là không có còn siết siết nhiều nữa. Thì không biết là lúc đó là cái bước đó biết em có làm đúng không? Nếu lúc là cái bụng mình mới đầu mình siết á, thì là cái bụng mình thường thường mình sẽ gồng, sẽ siết thì nó sẽ rút vô. Rồi qua cái bước 2 á, là mình muốn lấy hít vô thì cái bụng mình nó phình vô, thì cái đó là cái lúc mà cái hậu môn mình nó lại không còn có siết nhiều nữa, mà như thấy là nó giãn ra từ từ, thì lúc đó không biết cái động tác đó em có làm đúng không ạ. Hôm qua chị có tập không chị? Dạ có ý, dạ có. Thì khi mà chúng ta trước giờ chúng ta chưa quen á, là sử dụng cái nhóm cơ đáy sàn chậu thì cái khả năng co của nó sẽ chưa có được lâu, cho nên là chị về chị tập thêm cái bằng đó mà nhíu nhíu thì rút cái cơ đáy sàn chậu lên á, thì khi mà chúng ta lấy khí vào cơ nó vẫn còn co được. Dạ vậy chắc là do em cũng mới, bởi vì em thấy là nó như lúc mà mình siết á, mình đặt ý mình siết á, thì là nó rút vô luôn nhiều hơn, nhưng mà lúc mà mình lấy khí á, thì giống vậy nó không còn rút nhiều, như là nó sẽ như là nó sẽ giống như giãn giãn ra hơn á, là nó không có còn giữ siết được chặt á, ý là em hỏi. Dạ Cứ tập đi, chị cứ tập một thời gian để cho nhóm cơ nó quen. Tại vì hôm qua đấy, bởi vì trước trước cái buổi tập này mình hướng dẫn cả nhà tập nhíu cái rút cái nhóm cơ đáy sàn chậu nó lên á, là để mà cái cơ đó nó quen, và sau đó chỗ này với chúng ta giữ cái nhóm cơ nó lại nữa, nhíu một thời gian giữ cái khoảng 5 đến 10 giây nữa. Thì về á, thì vừa tập á, là chúng ta vừa co rút bằng cách là nhíu cái nhóm cơ đáy sàn chậu đó, thì và giữ nó trong vòng khoảng 5 đến 10 giây mỗi lần làm như vậy cả nhà đó chị. À, vậy là trong cái lúc giữ đó đó là mình mới hít thở vô lấy khí xuống khí hải đúng không? Đúng rồi, để nó tạo thành cái khép kín. Vậy là lúc cái gì mình giữ là mình mới hít vô. Dạ rồi em hiểu. Rồi, Dạ biết ơn thầy ạ. dạ rồi, biết ơn chị. Rồi xin mời Vũ Trần Huy ha. Thôi cả nhà, thôi cả nhà tập đi, mình xin phép nói rõ lại cả nhà một lần nữa, hỏi nhiều quá nó mất cái cô lập bối cảnh. Chúng ta sẽ thống nhất với nhau một chút xíu ở động tác này cả nhà ha, ở động tác bơm khí này. Chúng ta rút cái cơ đáy sàn chậu lên, đồng thời giữ cái nhóm cơ đó tại đây, sau đó chúng ta lấy khí vào từ khí hải, siết cơ vùng dưới. Đó, kết hợp với việc đặt ý ra cái vùng lưng dưới. Sau đó chúng ta xì ra một phần khí. Rồi chúng ta là kết thúc. Là kết thúc. Là kết thúc một lần bơm khí. Và chúng ta lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Lặp đi lặp lại liên tục cái phần bơm khí như vậy. Đó. Thì cả nhà ha. Rồi ai mà cả nhà đã rõ được cái cách bơm khí thì chúng ta đánh số 1 lên giúp mình. Chúng ta chỉ cần nhớ các thao tác như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ các thao tác như vậy thôi là được rồi. Rồi sau đó chúng ta tập. Lúc mà chúng ta xì một phần khí ra ngoài đó, chúng ta thả lỏng cơ bụng trong một chút, sau đó chúng ta lại lặp đi lặp lại là siết nén lại. Xì vừa xì hơi ra là lúc đó chúng ta đã thả lỏng cơ bụng ra lỏng ra một chút xíu cả hai nhóm cơ đó, là chúng ta tiếp tục cái lần siết nén như vậy. Ai mà chúng ta mà lấy khí chưa được nhiều á, thì chúng ta
Nhớ là chúng ta chỉ đặt ý để siết cái phần bụng dưới thôi, siết phần cơ đáy sàn chậu thôi. Chúng ta chỉ siết phần cơ đáy sàn chậu thôi. Thì việc lấy khí nó vẫn diễn ra bình thường nha cả nhà. Nhớ là chúng ta đang rút cơ đáy sàn chậu, không phải là siết cơ đáy sàn chậu. Còn bụng dưới thì mới siết bụng dưới. Nhớ là chúng ta đang rút cái cơ đáy sàn chậu bằng cách là nhíu cái hậu môn là thôi. Còn nếu như mà ai mà vẫn lấy được khí ít quá thì chúng ta có thể là lấy khí trước, bơm khí vào trước rồi sau đó nhíu cơ đáy sàn chậu cũng được, nhưng mà sau này để tốt hơn cả nhà, siết trước sau đó lấy khí vào thì nó sẽ tốt hơn. Ban đầu thì có thể là lấy khí trước đi rồi siết sau. Thả lỏng cơ bụng và thả lỏng luôn cái cơ đáy sàn chậu luôn. Rồi cả nhà tập trung lại một lần nữa này, cả nhà tập trung lại, cả nhà tập trung lại, cả nhà quên hết mấy cái kia đi, cả nhà quên hết cái kia đi. Chúng ta bơm khí ra lưng thôi, đặt cái ý niệm ra sau phần lưng dưới là chúng ta bơm khí ra lưng lại một lần nữa cả nhà. Quên hết mấy cái xí kia đi, chúng ta chỉ đặt ý ra lần lưng thôi. Sau đó là để chúng ta đã học được rồi và cái đó đã trở thành nhận thức của chúng ta rồi, cho nên là chúng ta cứ tập thôi, xong rồi á từ từ nó sẽ tự đau vào đấy, nó sẽ tự các nhóm cơ nó sẽ tự siết cho siết phù hợp, cho nên cả nhà không cần phải quan tâm tới cái là quá là giữ các nhóm cơ đó đâu. Trong quá trình tập luyện nó tự động cơ thể của chúng ta nó sẽ tự siết co siết phù hợp các nhóm cơ đó nha cả nhà ha. Mô thì uống thêm chút xíu nước nha chị. Rồi, chúng ta cùng nhau tập luyện đi cả nhà. Rồi, bơm khí ra lưng một lần nữa, 30 hơi, 30 nhịp nha cả nhà ha. 30 nhịp. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta đứng vào vị trí, tư thế bắt đầu. Bơm khí ra vùng lưng, bắt đầu. 1 Đặt ý niệm tại vùng lưng, bơm khí ra lưng, siết nén vùng dưới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bơm khí ra tay nha cả nhà. Sau khi chúng ta đã bơm khí ra lưng thành công, chúng ta sẽ bơm khí ra tay. Rồi, chúng ta đặt ý niệm ở tay, đưa tay lên cả nhà, đưa hai tay lên, hai cánh tay nó có hơi thả lỏng một chút xíu như thế này. Rồi, đặt ý niệm ở 10 ở bàn tay. Đặt cái ý niệm của chúng ta ở bàn tay, tập trung toàn bộ ý niệm ở bàn tay, chỉ biết tới bàn tay thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ vừa thực hiện quá trình bơm khí, thực hiện quá trình bơm khí ra bàn tay, đặt ý niệm tại bàn tay, rút cơ đáy sàn chậu, siết nén bụng dưới, đặt ý niệm ở bàn tay cả nhà ha. Rồi xin mời cả nhà đưa hai tay lên.
Bơm khí thì chúng ta mở mắt ra nha cả nhà, chúng ta tập luyện chúng ta mở mắt ra nha, mở mắt ra để chúng ta thấy nhau nha cả nhà. Rồi bắt đầu đưa, đưa hai tay lên, bơm khí ra tay 30 nhịp. Bắt đầu. Rồi. Rồi, cả nhà thấy tay mình sao ạ? Cả nhà đưa tay lên thử quan sát cái bàn tay để xem cái tay của mình nó đang như thế nào. Có cảm giác sao ở tay? Có cảm thấy ấm nóng không? Tay tê hay là tay có cái mồ hôi nó túa ở đầu chỗ trong lòng phòng hoàn tay ấm lên không, hay là có cái tay ai có lạnh đi không? Hít vào xì ra liên tục cả nhà ha. Rồi ok, toát mồ hôi. Cảm giác các áp lực vào tay, cảm giác tê ở đầu ngón tay. Rồi cả nhà làm tốt lắm cả nhà. Rồi chúng ta sẽ bơm khí ra tay một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang động tác sau cả nhà ha. Xin mời cả nhà chúng ta đưa tay lên, bơm khí ra tay lại một lần nữa. Đưa hai tay lên cả nhà, thả lỏng cánh tay. Đặt ý niệm ở cánh tay, chỉ biết có bàn tay mà thôi. Lấy khí vào, bơm khí ra tay, bắt đầu. Thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái là bơm khí lên ngực cả nhà ha. Bơm khí lên ngực, chúng ta sẽ bơm về chân ngực của chúng ta phát triển lên. Chúng ta sẽ bơm các bộ phận trọng điểm thôi, còn ai muốn bơm ra các nơi khác thì chúng ta có thể bơm sau nha cả nhà. Chúng ta sẽ bơm khí lên ngực. Rồi, lấy khí vào vùng khí hải, đặt ý lên trên ngực.
chúng ta đứng thẳng lưng lên, mở ngực ra. Rồi, à, ai ở đây á, cả nhà có thể lấy cái thước dây, cả nhà đo thử xem ngực của mình á, ngực của mình á, à, trước khi mà bơm khí á, là bao nhiêu và sau khi mà bơm khí á, là bao nhiêu cả nhà ha. À, ai mà có đo chỉ số cơ thể á, cả nhà lấy đồ ra, cả nhà à, đo lại ngực của mình trước khi bơm, rồi sau đó bơm khí lên, bơm cho nó căng lên và giữ khí đó, thì xem sẽ được bao nhiêu giây. Và à, cả nhà sẽ thấy á, là bơm khí một thời gian á, ngực của chúng ta sẽ phát triển lên. À, nếu như mà à, chúng ta là đàn ông á, thì ngực của chúng ta nó sẽ săn chắc, cái khung nó sẽ rất là rộng, cái vai và cái ngực cũng sẽ rất là rộng, cảm giác á, nó à, ngực nó rất là đẹp. Còn phụ nữ á, thì nó sẽ giúp cho ngực của chúng ta nó được giữ lại, à, nó sẽ được giữ cái giữ ngực lại. À, cái thứ hai là khí nó đưa lên, nó sẽ giúp cho những cái nơi trên vùng ngực á, nó được à, nuôi dưỡng, nó rất là tốt cho cả nam và cả nữ nha cả nhà ha. Rồi xin mời cả nhà chúng ta bơm khí lên ngực vào vị trí bắt đầu ở chân hơi phù nhẹ. Rồi bơm khí lên ngực, thôi cả nhà, à, chúng ta bơm khí lại một lần nữa nha cả nhà. Rồi thả lỏng cơ thể vào vị trí bơm khí, rồi lấy khí vào một cái hải, đặt ý lên ngực bơm khí. Rồi cả nhà, có ai cảm thấy hơi tức tức cái ngực không cả nhà? Và cảm giác ngực căng lên hẳn luôn. Ngực căng lên hẳn luôn cả nhà. Cảm giác ngực có căng lên hẳn luôn cả nhà. Ta cảm giác cái ngực của chúng ta có sự tăng trưởng không cả nhà? Cả nhà phản hồi để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái hiện thực cả nhà ha. Cả nhà đánh lên cũng chắc cũng được. Cả nhà cảm thấy ngực của mình như thế nào? Rồi cả nhà tập trung vào việc bơm khí thôi nha cả nhà. Ồ, thấy hơi bự bự lên hả? Ngon quá. Chúc mừng, chúc mừng. Ai mà đo cái sẽ thấy là số đo chúng ta tăng ít nhất lên 1, 2, 3 cm. Nếu như chúng ta bơm cảm thấy ngực tức, cảm thấy nóng ở ngực. Ok, ngon quá cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành là bơm khí ra chân nha cả nhà. Vài ngày nữa khi mà chúng ta học cách bơm khí tốt rồi, bơm khí xong rồi chúng ta sẽ chuyển qua các động tác giúp cho thông khí, thông các đường lưu chuyển của khí, để mà thấy bơm khí nó còn ngon hơn cả nhà. Rồi chúng ta sẽ bơm khí lên chân, bơm khí lên chân cả nhà ha. Chuột rút hả? Chuột rút thì đầu tiên là phải đưa về trạng thái cân bằng của cơ thể trước, cân bằng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nếu như được thì thực hiện các động tác giãn cơ, sau đó mới bơm khí vào. Rồi xin mời cả nhà chúng ta đặt ý xuống dưới bàn chân, ngồi bơm cũng được,
bơm cũng được. Nếu như bộ bơm tốt rồi thì ngồi nằm đứng đều bơm được tất cả. Rồi chúng ta hơi khuỵu nhẹ đầu gối, cả nhà hơi khuỵu nhẹ đầu gối, hơi hạ hơi cụng cái hông lên đằng sau, cụng cái hông lên đằng sau. Rồi chúng ta đặt ý xuống hai bàn chân, đặt ý xuống hai bàn chân cả nhà, đặt ý xuống bàn chân, lấy khí ở vùng khí hải. Rồi đặt ý xuống bàn chân, bơm khí ra bàn chân, bắt đầu rồi thôi. Cả nhà thấy chân mình sao ạ? À? Có ai cảm thấy chân mình nó ấm, nó nóng hơn không? Cái chân nó nhẹ đi không cả nhà? Cái chân cảm giác nó nhẹ hơn hẳn luôn cả nhà. Cả nhà thử di chuyển nha, thấy cái chân nó nhẹ 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 nhẹ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha cả nhà ha. Chúng ta sẽ tiếp tục bơm khí ra bằng chân một lần nữa. Đứng hai chân đặt ngang vai, đặt ý xuống hai lòng bàn chân. Đặt xuống hai bàn chân. Hơi quỳ nhẹ gối một chút xíu. Rồi. Đặt ý xuống bàn chân. Đặt ý niệm xuống bàn chân. Lấy khí vào khí hải, bơm khí xuống bàn chân, bắt đầu. Rồi cả nhà thấy ai mà cảm thấy là khí nó đã thông xuống chân rồi á, đánh số 1 giúp mình ha. Cảm giác đó là chúng ta thấy là chân nó ấm lên nè, chân nhẹ nhẹ nè, chân nhẹ đi nè, hay là nó tê tê chân gì đó, cảm vài cái cảm giác ở chân. Thế nhưng mà ai đã bơm khí tốt xuống chân thì đánh số 1 để giúp đỡ mình. Rồi cảm giác chân giật giật luôn, quá ngon, quá ngon cả nhà. Rồi hôm nay thì mình xin phép là hướng dẫn cho cả nhà các động tác bơm khí, thì chúng ta bơm khí tới đây cả nhà ha, thì chúng ta sẽ thực hiện thêm học thêm hai động tác nữa, đó là hai động tác đó là nhịp cánh bướm và bổ thông kinh lạc, nhịp cánh bướm và bổ thông kinh lạc cả nhà ha. Cả nhà có thể tập bơm khí thêm thì trong xuyên suốt các học phần á, và về về thay động cốt á, chúng ta sẽ cùng nhau bơm học cách tiếp tục bơm khí ra các phần thêm vài lần nữa. Trong cái lộ trình đó bây giờ chúng ta sẽ học cách động tác là nhịp cánh bướm nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà chúng ta cùng nhau ngồi xuống. Cùng nhau ngồi xuống nha cả nhà.
ngồi xuống, chúng ta khép hai chân lại, ngồi xuống khép hai chân lại, đặt để hai cái lòng bàn chân ấp vào nhau, lấy hai tay, mười đầu ngón tay nắm lấy mười đầu, nắm lấy hai cái mũi bậc chân này cả nhà, rồi sau đó kéo sát cái gót chân vô sàn tháng. Nhớ là khi chúng ta ngồi xuống đó, thì chúng ta đặt cái mông của chúng ta cả nhà, nhớ là cái mông của chúng ta là phải áp sát xuống mặt sàn, chúng ta kéo cái mông lên cả nhà, kéo cái mông lên thì chúng ta phải ngồi thẳng lưng à, cả nhà ha, ngồi thẳng lưng lên, rồi vừa lấy khí vào vùng khí hải đi hít thở, vừa nhịp nhịp hai cái đầu gối, vừa hít thở ở vùng khí hải, vừa nhịp đầu gối nha cả nhà. Nhịp đầu gối, cái động tác này á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là căng giãn và lưu thông máu về hai cái vùng á, là hạ bộ vùng chân nữa cả nhà ha, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là cảm nhận được khí tốt hơn, và giúp cho nếu như mà nhịp đau muốn nó giúp chúng ta trẻ lâu hơn và tuổi thọ tăng hơn cả nhà ha. Nếu như là phụ nữ á, và thì những cái và đàn ông á, thì ai cái động tác này cũng hỗ trợ tốt hết, đặc biệt là phụ nữ cả nhà, máu huyết lưu thông tới đâu thì nó sẽ nuôi dưỡng tới đó cả nhà ha. Nhịp cánh bướm này nó sẽ giúp cho thứ nhất là chân của chúng ta linh hoạt, cái thứ hai là đưa máu về cái phần đó là phần dưới này cả nhà, phần phía dưới này, và tăng cái độ dẻo dai của chúng ta nữa. Những cái điều mà chúng ta hướng tới đó chính là về cái sức khỏe thể chất, thì sức khỏe thể chất là có tốc thăng sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ, thì cái động tác mà nhịp cánh bướm này sẽ hỗ trợ cho chúng ta là dẻo dai và thăng bằng hơn cả nhà ha. Rồi chúng ta nhịp cánh bướm cả nhà, ai mà chúng ta chưa nhịp được các bạn, chúng ta chân vẫn còn chưa nhịp được xuống sàn á, thì chúng ta đặt hai tay lên á, chúng ta có thể đẩy 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 như thế này nè, đẩy như thế này nè, để mỗi lần mà nhịp xuống á thì nó là giãn hơn ha. Vừa nhịp vừa hít thở bụng dưới, đúng rồi, vừa nhịp vừa hít thở bụng dưới, rồi cả nhà phấn đấu làm sao cho mà cái đầu gối mà mỗi lần nhịp nó chạm xuống dưới sàn nó là ok nha cả nhà, thì lúc đó là cơ cái cơ vùng cốt háng của chúng ta nó cũng mở tương đối. Rồi nhịp cho đến khi nào cái khớp háng của chúng ta nó ấm nó nóng rồi luôn cả nhà, chúng ta có thể tăng cái biên độ và nhịp cái mướn lên chút xíu nữa cả nhà ha. Rồi sau khi nó ấm nóng tương đối thì chúng ta sẽ đặt hai tay lên trên đầu gối cả nhà, đặt hai đầu ngón tay lên trên đầu gối, nhấn xuống, đồng thời chúng ta nhấn người phía trước, nhấn người phía trước, đồng thời nhấn hai đầu gối xuống, rồi lúc mà nhấn xuống và chúa người phía trước cả nhà thì thở ra. Nhấn cái đầu gối xuống nhà, nhấn cái đầu gối sát xuống, đồng thời rồi bây giờ chúng ta đưa hai chân ra phía trước chút xíu, đưa hai chân ra phía trước chút xíu, đồng thời chúng ta tiếp tục nhấn đầu gối xuống, vừa nhấn đầu gối xuống vừa thở ra.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt hai tay lên phía trên cái mũi bằng chân cả nhà. Chúng ta hạ người xuống, ta ép úp người xuống, ép cái người xuống, ép xuống. Rồi chúng ta đưa người về phía trước cả nhà, đưa người về phía trước, chú người từ phía trước, giữ tại vị trí cao nhất của cơ thể, giữ 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bổ thông kinh lạc nha cả nhà. Động tác tiếp theo có ý nghĩa đó là tên là bổ thông kinh lạc. Thì trên cơ thể của chúng ta nó có một, trong đông y á, thì nó có một cái hệ thống được gọi là hệ thống kinh lạc. Thì gần đây khoa học cũng đang dần dần chứng minh được á, là cái sự tồn tại của cái hệ thống kinh lạc đó cả nhà ha. Thì cái hệ thống kinh lạc đó thì nó sẽ gồm có nhiều cái đường kinh và cái đường lạc. Những nơi mà nó nối với nhau á, thì giao giữa hai cái đó thì được gọi á, là cái huyệt vị. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bổ thông kinh lạc và chúng ta sẽ đặt ý tác động vào sâu vào trong cái đường hệ thống kinh lạc trên cơ thể. Hệ thống kinh lạc thì nó chạy hết trên toàn bộ cơ thể luôn cả nhà ha. Thì nó có nhiều cái hệ thống kinh lạc đó thì nó sẽ là nơi một phần nó sẽ dẫn khí của chúng ta được cả nhà. Hệ thống kinh lạc một phần nó cũng sẽ đưa khí dẫn đi được cả nhà ha, cho nên thông kinh lạc đó thì sẽ thông khí tốt hơn nha cả nhà. Khi mà thông kinh lạc được đó, thì sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn, tại vì cái hệ thống kinh lạc nó cũng liên quan tới các tạng phủ trong cơ thể nữa. Rồi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ nắm cái nắm đấm lại, nắm cái nắm đấm lại như thế này, nắm cái ngón tay, bốn cái ngón tay chụm lại như thế này, rồi gập xuống một chút xíu như thế này cả nhà, như thế này, ngón tay cái đặt ở trong, ngón tay cái đặt ở trong để có một cái khoảng hở, một khoảng không ở đây này cả nhà này ha, một khoảng không ở đây, chúng ta sẽ vỗ vào, vỗ tiếng kêu nó bột 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 bột. Và khi vỗ chúng ta sẽ đặt ý tác động vào sâu trong hệ thống kinh lạc. Đây là vỗ khí. Chúng ta sẽ vỗ khí. Và nơi chúng ta vỗ thì là trên các tay cơ trừ các khớp ra nha cả nhà. Trừ các khớp ra. Chúng ta sẽ vỗ vào. Này, chúng ta co cái cộng bốn cái ngón tay lại, sau đó cùng cái ngón tay lại, rồi ngón tay cái đặt ở trong như thế này, chúng ta vỗ lên. Hoặc là ngón tay cái chúng ta kẹp lại như thế này thôi cả nhà này, ngón tay cái chúng ta kẹp lại thôi, kẹp lại sát vô, vỗ lên, vỗ lên, đặt ý tác động vỗ lên hệ thống kinh lạc. Đó cả nhà, vỗ lên á thì nó cảm giác nó hơi tức tức chút xíu cái chạy cánh tay, nhưng mà nó sẽ không có bị đau hay bị rát gì cả, bởi vì chúng ta vỗ bằng phần khí trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vỗ trước thì cả nhà, và mai mình sẽ hướng dẫn sơ qua hướng dẫn lại. Rồi cả nhà ha, chúng ta sẽ vỗ vỗ thông mặt trên cánh tay,
một hai, đồng thời chúng ta sẽ có cái khẩu quyết nữa, đó chính là xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà. Của thông mặt ngoài cánh tay này cả nhà, cái này là mặt trong nha, cái này mặt ngoài, nó nhầm, mặt trong cánh tay. Cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà. Đó là vỗ thông sang tay bên kia, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà. Rồi vỗ thông mặt trong, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà. Là chúng ta sẽ vỗ thông hai mặt trong mặt ngoài của chân nữa. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng đứng vỗ cả nhà ha, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà. Rồi vỗ thông mặt trong của chân thì chúng ta có thể ngồi xuống, ngồi xuống cả nhà ha. Rồi xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà, xin lỗi bà, mong thông cảm, cảm ơn bà, tôi yêu bà. Rồi đơn giản vậy thôi cả nhà. Đó là hai động tác, đó là một nhịp cánh bướm và vỗ thông kinh lạc. Ngày mai ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện hai động tác này sâu hơn nữa cả nhà ha. Thì hôm nay mình xin phép giới thiệu với cả nhà hai động tác vậy thôi. Rồi thôi hôm nay là cuối tuần, chúng ta cũng sẽ kết thúc lớp học sớm chút xíu cả nhà ha. Chúng ta có thể là thoải mái với các hoạt động sinh hoạt trong ngày. Rất rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng cuối tuần nha cả nhà ha. Rồi sự hiện diện của cả nhà đúng là mỗi ngày chúng ta cùng nhau nâng tầm thể chất của bản thân á, và cùng nhau đưa Tây Nam Cốt sẽ cùng đưa ra toàn Việt Nam cả nhà ha. Rồi xin mời cả nhà, chúng ta sẽ chào nhau và kết thúc lớp học nha. Chào thầy. Chào thầy ạ. thầy xin chào chào thầy cả nhà. cả lớp Xin chào thầy. xin cả nhà cuối tuần xin cả thầy. Chào cả lớp. Chào thầy, chào cả nhà. Cảm ơn Cảm thầy. ơn thầy. Cảm ơn thầy.